hai sắc thái của Harry Won tại Mama 2017, vừa mặc nhầm đồ công sở đã phô ngay vòng 1 trên sân khấu. Để có phần nhìn kỹ lưỡng nhất tại Mama 2017, Harry Won đã phải viện đến sự trợ giúp của nhà thiết kế Công Trí, nhà thiết kế số 1 Việt Nam. Lễ trao giải Mama hàng năm là nơi quy tụ của những màn trình diễn ấn tượng nhất, chắt lọc từ thị trường âm nhạc châu Á trong năm. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giải thưởng âm nhạc này ngay từ khi còn râm ran tên Hàn Lan đã nhận được sự quan tâm lớn lao từ giới trẻ cũng như các khán giả yêu mến nền công nghệ giải trí của Hàn Quốc. Và đáng chú ý là giữ trọng trách dẫn dắt sự kiện thảm đỏ của đêm trình diễn không ai khác chính là Harry Won. Ý thức được sự kiện này là tâm điểm của truyền thông Việt Nam lẫn quốc tế, Harry Won cùng ekip đã mạnh tay đầu tư vào trang phục. Cô quyết định chọn nhà thiết kế Công Trí, người gắn liền với hình ảnh của nhiều nghệ sĩ, không chỉ Việt Nam mà còn cả quốc tế, đảm nhận việc thiết kế trang phục riêng cho mình. Harry Won đã xuất hiện tại Mama 2017 với hai bộ cánh hoàn toàn tương phản. Harry Won chia sẻ với báo giới rằng cô muốn xây dựng hình ảnh sang trọng thanh lịch nhưng không kém phần nữ tính dịu dàng tại lễ trao giải Mama 2017 này. Tuy sang trọng và kín đáo nhưng xem chừng bộ cánh này của Harry Won khá công sở và nhạt so với một sự kiện mang tính giải trí cao như Mama 2017. Điều này cũng không có gì lạ, bởi cả BST, thứ 6 của chị là những biến tấu thú vị của thời trang công sở qua đôi mắt của nhà thiết kế Công Trí. Bộ cánh thứ hai mà Harry Won mang đến Mama 2017 lại hoàn toàn tương phản. Người đẹp khoe sắc vóc trong một thiết kế đầm xếp tơn khá duyên dáng cũng từ nhà thiết kế Công Trí. Có thể nói là Harry đã ít nhiều may mắn không đứng cạnh Thanh Hằng và Tóc Tiên trên cùng một sân khấu. Nếu không, khán giả sẽ được nhìn thấy ba bộ cánh na ná nhau, như thể cả ba đang cùng trình diễn một bộ sưu tập. Trang phục này cũng thể hiện sự thay đổi trong phong cách của Harry Won, ngày càng sexy hơn. Cô không ngại khoe gò bồng đảo gợi cảm kể từ sau khi giảm cân thành công. Vị tố đi trễ sự kiện Mama 2017, Hoa hậu Phạm Hương chính thức lên tiếng. Phạm Hương tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị nói sai về việc cô tham gia sự kiện Mama. Lễ trao giải Mnet Asia Sun Music Award 2017 Mama 2017 tại Việt Nam đã thu hút rất đông các nghệ sĩ Việt Nam, Hàn Quốc và nhiều nước trong khu vực. Năm nay, Hoa hậu Phạm Hương cũng là một trong những khách mời của lễ trao giải. Tuy nhiên, cô không hề xuất hiện trên thảm đỏ của chương trình, theo một số người dự đoán. Được biết, Phạm Hương xuất hiện ở sự kiện vào lúc 6:30, còn thảm đỏ kết thúc vào lúc 6 giờ. Vì vậy, theo nhiều người, do Phạm Hương đến trễ nên không thể tham dự thảm đỏ. Để tránh hiểu lầm ngay sau sự kiện, Phạm Hương đã chia sẻ lên trang cá nhân rằng hoàn toàn không có việc cô đi trễ. Hương đính chính lại là ekip đã thông báo với ban tổ chức việc sẽ không xuất hiện tại thảm đỏ Mama Award và chỉ xuất hiện trong giải tối nay. Hoa hậu Hoàng Vũ 2015 cũng cho biết cô và Lê Hiếu, người cùng trao giải và nhiều nghệ sĩ khác đều không xuất hiện tại thảm đỏ nhưng vẫn xuất hiện trao giải. Về việc chụp hình ở thảm đỏ sau khi tới thì Phạm Hương cho biết lối vào bên trong đi qua thảm đỏ và cô chỉ vô tình nán lại ít phút để phóng viên chụp hình mà thôi. Trong lịch sử giải Mama, lần đầu tiên Việt Nam có đến hai giải thưởng thuộc về Sơn Tùng MTP và Tóc Tiên. Nếu Sơn Tùng MTP được vinh danh ở hạng mục nghệ sĩ đột phá, thì Tóc Tiên lại xuất hiện với chiến thắng nghệ sĩ châu Á xuất sắc Việt Nam. Tối nay ngày 25 tháng 11, đêm trao giải Mama 2017 đã chính thức diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi ba show diễn ra tại Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông. Đây cũng là lần đầu tiên Mama được tổ chức tại Việt Nam. Năm nay cũng là năm đầu tiên trong lịch sử Mama lần đầu tiên tại Việt Nam có đến hai giải thưởng là nghệ sĩ Việt Nam đột phá nhất và nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc nhất. Ở hạng mục nghệ sĩ đột phá, cách đây một tháng đã có 5 cái tên được đề cử, đó là Đông Nhi, Sơn Tùng MTP, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn, Tri Dân. Và cuối cùng, người chiến thắng chính là Sơn Tùng MTP. Tuy nhiên, do lịch trình bận rộn, nam ca sĩ không thể góp mặt tại sự kiện. Sơn Tùng MTP đã quay lại video và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và ban tổ chức. Ở hạng mục nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất tại Việt Nam, Tóc Tiên là ca sĩ được vinh danh. Nữ ca sĩ xin phép khán giả Việt được cảm ơn bằng tiếng Anh để thể hiện sự mến khách đối với nhiều khách mời đến từ các quốc gia khác. Chia sẻ sau khi nhận giải, Tóc Tiên cho biết, tôi rất hào hứng và ngạc nhiên, tôi không thể tin được là mình được nhận giải thưởng này. Xin cảm ơn ekip sản xuất và các vũ công của tôi và đặc biệt là các fan của Tóc Tiên. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn Mama. Ngay sau đó, người đẹp cũng đã chia sẻ niềm vui lên trang cá nhân của mình. Angela Phương Trinh mặc đầm phát sáng đi trao giải Mama 2017.
nữ diễn viên nổi bật khi diện bộ cánh lộng lẫy xuất hiện tại sự kiện. Tối ngày 25 tháng 11, Angela Phương Trinh xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc MAMA 2017 Mnet ASEAN Music Award, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Angela Phương Trinh đi cùng nhạc sĩ khác hơn. Vốn nổi tiếng là một người đẹp luôn biết cách biến hóa và gây bất ngờ cho công chúng, Angela Phương Trinh lại gây chú ý với bộ đầm phát sáng của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Tuyển. Nữ diễn viên Phim Chile lập tức trở thành tâm điểm nhờ vẻ ngoài vô cùng nổi bật. Bộ cánh màu trắng bồng bềnh giúp Angela Phương Trinh tỏa sáng. Khi ở trong tối, bộ đầm phát sáng như ánh đèn. Tại MAMA 2017, Angela Phương Trinh cùng nhạc sĩ khác hơn xuống tên và lên trao giải cho Luta, nghệ sĩ Thái Lan xuất sắc nhất. Ca sĩ Tóc Tiên diện trang phục của nhà thiết kế công chí đến dự sự kiện. Tóc Tiên được trao giải nghệ sĩ châu Á xuất sắc. Tóc Tiên cho biết cô rất bất ngờ và hạnh phúc. Ca sĩ Eric mặc cây đỏ của nhà thiết kế Lý Giám Tiền đi sự kiện. Eric còn xuất hiện cùng Đức Phúc và Hòa Minzy trên sân khấu trong bản mess up lọc hết ánh nắng của anh, cũng đành thôi. Yêu. Rocker Nguyễn bất ngờ hôn tay Lan Khuê trên sân khấu. Trong một đêm nhạc tại Đà Nẵng, diễn viên sắc đẹp ngàn cân đã có hành động tình tứ khiến Lan Khuê ngạc nhiên. Mặc dù Đà Nẵng tối qua ngày 25 tháng 11 có mưa, nhưng các nghệ sĩ vẫn biểu diễn hết mình trong một đêm nhạc ngoài trời tại quảng trường 29 tháng 3. Rocker Nguyễn xuất hiện với vai trò ca sĩ, thể hiện các bài hát quá khứ còn lại gì, dù chỉ là mộng mơ. Lan Khuê đã kết quốc trong lúc nam diễn viên Chile trình diễn. Khi tiến sát về Rocker, Hoa Khôi áo dài rất bất ngờ vì được anh cầm tay và đặt lên nụ hôn nhẹ nhàng. Dù khá ngạc nhiên trước hành động tình tứ của nam diễn viên, nhưng Lan Khuê nhanh chóng hưởng ứng, thậm chí còn trao lại nụ hôn gió cho khán giả. Các fan của Rocker có mặt trong chương trình đã hò hét cổ vũ cho màn tỏ tình công khai của thần tượng của mình. Đồng Nhi diện bộ cánh cướp ngực, khoe vòng một đống bọng trên sân khấu. Cô hát hai bài hit, Bad Boy và Mr. Sexy. Trời mưa nặng hạt trong lúc Đồng Nhi trình diễn, nhưng cô vẫn nhảy máu lửa, thậm chí còn hào hứng nắm tay Hoàng Thị đi cướp quốc. Nụ Phước Thịnh đang bận rộn chuẩn bị cho live show riêng tại Hà Nội, nhưng vẫn tranh thủ chạy show. Tối qua, anh khiến giới trẻ phát cuồng với chùm ca khúc Wanna Say In Love, Tôi Là Một Ngôi Sao, Mình Thích Thì Mình Yêu Thôi. Min rất hạnh phúc khi hit Có Em Chờ mà cô thể hiện được hàng ngàn khán giả hát theo. Miu Lê xuất hiện giữa ồn ào bị nhạc sĩ Dương Cầm chê bai và giọng hát. Cô tiến sát đến các khán giả để cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho mình dưới cơn mưa lớn. Bên cạnh phần solo, Miu Lê còn kết hợp với Only C trong liên khúc Yêu Là Tha Thu, Yêu Một Người Có Lẽ. Trúc Nhân cũng tham gia đêm nhạc ngoài trời tối qua tại Đà Nẵng. Phi Thanh Vân mặc áo lệch vai, khoe ngực khủng nhờ dao kéo. Diễn viên cô gái xấu xí đưa con trai đến tham gia một buổi tiệc chia tay quá hào sảng. Hôm qua ngày 25 tháng 11, Phi Thanh Vân cùng con trai Tấn Đức về Long Hải để nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Đồng thời dự vẹn ti chia tay với bạn bè trong phố học xeo, nữ diễn viên mặc trang phục giản dị khi mít áo lệch vai với quần jean. Bé Tấn Đức gần 2 tuổi khá quậy phá, không chịu đứng yên một chỗ. Cậu nhóc là trái ngọt duy nhất trong cuộc hôn nhân của Phi Thanh Vân với chồng trẻ Bảo Duy. Sau khi ly hôn, diễn viên cô gái xấu xí khiến công chúng bất ngờ khi làm cuộc đại phẫu, nâng ngực độn mông và thu gọn vòng eo. Cô rất tự tin về cơ thể giao kéo của mình. Cách đây không lâu, cô cũng công khai bạn trai mới, doanh nhân Triệu Văn Dương, chủ tịch hội đồng quản trị một tổ chức giáo dục. Tại buổi tiệc tối qua, vì mặc áo trễ nải nên nữ hoàng giao kéo không ít lần có khoảnh khắc hớn hên, lộ bộ ngực khủng. Phi Thanh Vân còn đảm nhận vai trò dẫn dắt cho buổi tiệc, với tính cách hài hước, cô liên tục chọc cười mọi người. Nữ diễn viên cũng tâm sự, cô theo khóa học SEO để có thêm kiến thức nhằm điều hành tốt hơn sự nghiệp cho kinh doanh riêng của mình. Dàn sau việc sống bước thảm đỏ khai mạc Liên Hoan Phim tại Đà Nẵng, vợ chồng đạo diễn Victor Vũ Đinh Ngọc Diệp cùng người mẫu Bình Minh và bà xã tay trong tay xuất hiện tại sự kiện. Trong đêm khai mạc Liên Hoan Phim Việt Nam năm 2017 diễn ra vào tối qua ngày 24 tháng 11, cả rừng sao đã đổ về Đà Nẵng để tham gia sự kiện này. Đinh Ngọc Diệp diện bộ đầm đuôi cá sẽ ngực sau, sống bước bên ông xã Victor Vũ. Vợ chồng Bình Minh anh thơ cũng khoác tay tình tứ xuất hiện trên thảm đỏ.
Cặp tình nhân Will và Cathy Nguyễn của phim Em Chưa 18 ăn mặc đồng điệu với trang phục có họa tiết trẻ trung. Vợ chồng đạo diễn Đức Thịnh Thanh Thúy cũng trưng diện tông xịt tông về màu sắc. Trong khi nhà sản xuất Thanh Thúy trong bộ đầm von mỏng manh, tôn bao vòng cơ thể, thì ông xã cô lại bảnh bao với vest. Vợ chồng Trương Quỳnh Anh tim sau nhiều sóng gió vẫn gắn bó bên nhau. Đạo diễn Hồng Ánh và diễn viên Ngọc Thanh Tâm của phim Đảo Của Dân Ngụ Cư. Kim Tuyến được diễn viên Hiếu Nguyện thắp tùng trên thảm đỏ. Diễn viên Minh Tiệp đảm nhận vai trò MC thảm đỏ cùng Á hậu Thanh Tú. Tuy nhiên, cả hai thiếu sự ăn ý, thậm chí đọc thiếu tên của nhiều nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ với áo dài thêu họa tiết, chứ không mặc đầm lộng lẫy như nhiều sau Việt. Khánh My khoe vòng một bốc lửa với đầm đỏ cúp ngực. Ca sĩ Phương Thanh và Minh Luân. Rocker Nguyễn và vợ chồng diễn viên Khánh Hiền đạo diễn Sammy Ngô. MC Quỳnh Chi khoe da thịt trong bộ váy xuyên thấu. Diễn viên Quý Bình. Diễn viên Trần Bảo Sơn. Nghệ sĩ Kim Xuân. Nghệ sĩ Hoàng Hải và nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ca sĩ Đoan Trang. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!